Mai Phương Thúy U40 như gái 18, độc thân thành thơi, sở hữu nhà cửa trong nước và quốc tế. Nhà Thúy trông rất giống nhà kho, bởi vì Thúy không thích sống trong một không gian đẹp quá. Nhan sắc thời mới đăng quang còn bị nói tới nói lui, nhưng ở tuổi 34 hiện tại, Mai Phương Thúy trở thành thần tượng nhan sắc của phái đẹp, mấy ai sánh bằng. Không chỉ thăng hạng diện mạo, người đẹp còn sở hữu cuộc sống sung túc, giàu có, nhà có tận 4 căn dư ăn dư ở. Nổi tiếng là đại gia ngầm của showbiz, nhưng nơi ở tại Sài Gòn của Hoa hậu lại khiến nhiều người ngạc nhiên vì quá đơn giản đến mức khó tin. Không gian bé chỉ tầm vài chục mét vuông cho cả nhà cùng ở. Tuy nhỏ nhưng bù lại, Mai Phương Thúy đầu tư vào không gian và nội thất của tổ ấm. Những căn nhà của nàng hậu đều có thiết kế hiện đại, sang trọng, bố trí nhiều vật dụng đắt tiền. Được biết, chỉ riêng bộ ga gối, chăn màn, Mai Phương Thúy tiết lộ đã có giá lên đến 100 triệu đồng. Không chỉ có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cô nàng còn tậu cả nhà hải ngoại. Năm 2017, trong lúc livestream giao lưu, Mai Phương Thúy đã hé lộ căn nhà mình mua ở Hồng Kông. Theo một số thống kê, giá nhà ở Hồng Kông thuộc hàng đắt nhất thế giới. Người đẹp chọn đây làm nơi nghỉ dưỡng, thư giãn mỗi khi đi du lịch. Có thể thấy căn hộ ở hải ngoại có thiết kế đơn giản với một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm và nhà bếp. View của căn hộ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ trên cao. Ngoài nhà cửa, Mai Phương Thúy còn có hàng loạt tài sản khác như xe cộ, bất động sản, đặc biệt là tủ quần áo hàng tỷ đồng với đầy đủ các item đến từ các thương hiệu quốc tế đắt đỏ. Sương sương một lần diện đồ ra ngoài nhìn đơn giản vậy thôi chứ cũng tầm 80 đến 90 triệu. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, người đẹp còn gia nhập đường đua đầu tư kinh doanh. Cô nàng mở nhà hàng, đầu tư bất động sản, chứng khoán. Nhà hàng của nàng hoa hậu tọa lạc ngay trung tâm quận 1 Sài Gòn. Nổi tiếng giá tiền chỉ dành cho nhà giàu thưởng thức, nơi này cũng được nhiều TikToker đến review trải nghiệm. Nhìn chung giá cả cũng xứng đáng với chất lượng, dịch vụ tại nhà hàng. Giá đây dao động từ 79.000 trở lên. Món đầu tiên mình gọi là tôm sú rang muối. Mình thấy phần này ăn không mặn mặn cũng khá là ngon rồi, mà mọi người có thể không cần chấm. Nổi tiếng là mỹ nhân bị thời gian bỏ quên, trải qua nhiều năm, nhan sắc của Mai Phương Thúy ngày càng mặn mà, tự tin bất chấp khoe mặt mộc. Lối sống giản dị khiến cô nàng lười make up khi ra khỏi nhà. Cô cũng lọt top những mỹ nhân có mặt mộc đẹp nhất showbiz. Thế nhưng trong một chương trình thực tế, Mai Phương Thúy để lộ mặt mộc với nhiều nếp nhăn, nọng cằm. Thay vì phản ứng gay gắt đáp trả, người đẹp lại bình thản, nhẹ nhàng thừa nhận mình đã già rồi. Nghe có chút đau lòng nhưng lại khiến thêm yêu quý cô nàng, vì ít ai trong showbiz lại dám sống thật với chính mình và thoải mái thể hiện bản thân trước mặt công chúng như thế. Bên cạnh đó, với pha đáp trả đúng kiểu hoa hậu lịch sự, nhẹ nhàng, cô nàng cũng khiến fan nở mày nở mặt, không tiếc công thần tượng suốt bao năm. Nói về chuyện tình cảm, đến hiện tại Nu Phước Thịnh vẫn là đối tượng hoàn hảo nhất mà khán giả muốn đẩy thuyền cho Mai Phương Thúy. Cặp đôi trai tài gái sắc này cũng nhiều lần lộ hin hẹn hò, thậm chí còn xưng hô vợ chồng ngọt sớt. Tuy vậy, người đẹp này có vẻ vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại giàu có này thêm một thời gian nữa, thế thì fan cũng ngậm ngùi chờ đợi thôi. Chạm mốc U40, Mai Phương Thúy khiến nhiều người ganh tị vì vừa xinh đẹp phơi phới, lại giàu có đủ đầy, thêm khoản độc thân tự do tự chủ. Tuy vậy, khán giả vẫn mong rằng nàng hậu đến lúc cần tìm một bờ vai bên cạnh mình những năm tháng về sau. Bạn thấy sao về nàng hậu không tuổi này? Hãy để lại bình luận nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.